Hello, 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 hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chờ Neo của mình. Channel hiệu dầu thơm Chờ Neo nha các bạn ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Nagoth nha các bạn đó. Và đối thủ của chúng ta hôm nay đó là một chị đại Violet với một cái bộ trang phục mèo mèo gì đó mình không biết luôn, mình không có nhớ tên. Và Teoanat nha các bạn ấy. Hai cái con AD cực mạnh luôn. Đấy, vì vậy mình cũng không sợ nha các bạn. Làm cái gì đâu mà phải sợ nữa nè. Chứ có chuyện gì đâu mà các bạn lại sợ con Violet nó làm cái gì nè ấy. Và bây giờ nè, mình sẽ quất cái bùa đỏ nè, mình không dùng chừng trị nè, mình sẽ dở cái thói lâm tặc của mình qua, mình kiếm chuyện cho nó các bạn. Trời, quýnh là phải kiếm chuyện người ta nha, quýnh là phải qua kiếm sẹo nè, chứ đừng để người ta qua người ta lấy sẹo mình nha các bạn. Và bây giờ nè, thích thì qua quất luôn, sợ cái gì bây giờ nó ăn hết các bạn. Thì bây giờ mình quất cái con quái nhỏ của nó luôn nè. Nè, thích thì ấn chừng trị luôn, cướp con quái chơi vậy đó được không, quýnh luôn nè. Thích không bây giờ thích thì mình chạy các bạn. Khi mà nó lộn rồi, cái con Violet mà nó lộn cái chiêu một rồi thì các bạn cho nó đứng chơi mình nó đi, chứ các bạn đừng có chơi với nó. Ấy, nó bắn đứng là thấm, cho nên là thấm chứ mình không có sợ nha các bạn. Trời, nó quýnh một cái mình mới chết đâu. Ấy, khi mà về lay đâu phải nó bắn một cái mới chết đâu các bạn, nó bắn hai cái mới chết. Vì vậy đừng để cho nó đứng nó bắn mình. Nè, bây giờ mình đứng đây mình núp bụi nè, mình chờ nó ăn mình vứt nó các bạn. Ấy, ăn giùm cái nó, ăn đi quất luôn mà lóc. Anh tiêu luôn, anh tiêu nó, sao mày không anh tiêu? Ơi, mới lên vào máy rồi hai sao có anh tiêu. Ơi, quay. Trời ơi, nhảy lên đây các bạn nó. Trời ơi, thích thì quất luôn. Quất nhảy bụi luôn các bạn á, cho nó mất sai là nó không bắn mình được mà nó chỉ bắn ma lóc thôi. Quất luôn. Trời ơi. Rồi bắn trụ chết các bạn ơi. Núp qua đây. Đây. Trời ơi. Trời ơi, thôi thà em ơi. Ơi. Trời ơi, bình tĩnh anh video ơi. Trời ơi. Trời ơi, chạy được các bạn, máy là chết rồi. Không còn hồi máu mà không còn giọt mana nào luôn. Ấy, trên tay mình đang là một cái iPhone 7 LED nha các bạn. Mượn đó, mượn của vợ luôn đó. Lâu lâu mượn cái quay clip thôi chứ không có mượn liên tục được nha các bạn đó. Và thực sự mình bật FPS cao gì đó là mình chơi không có được, chóng mặt lắm các bạn. Nó sao sao á, mình không có chơi được. Thật sự luôn, nhìn rất là đẹp, nhìn y như ảo tung chảo, nguyên cái nồi chảo luôn á mà mình chơi không có được. Thật luôn á, mình vô mình chơi đó hồi mình chóng mặt là mình nghỉ luôn á. Chả hiểu được, cho nên là mình bật cái FPS thường thôi các bạn. Chứ mình bật FPS cao là hồi mình AFK luôn rồi mình ghi gen luôn. Ấy, cho nên là mấy bạn gì comment nói mình nói xạo gì ấy, nói gì iPhone 7 mà không bật được FPS cao. Trời, mình nói thiệt chứ mình nói xạo các bạn làm gì đâu. Trời ơi, nói xạo được cái gì. Mình mà nói xạo cho mình ăn được theo suốt đời đi, mình cũng chịu nữa. Đây là nói thật luôn á. Đó, và bây giờ là quất cái bùa đỏ xong mình qua mình kiếm mối với nó các bạn ấy. Mình phải luôn là người kiếm sẹo với nó chứ đừng để qua nó kiếm sẹo mình nha. Ấy. Và ngọc là mình xin phép để ở dưới phần mô tả nha các bạn. Còn trang bị thì mình sẽ để ở đầu game và cuối game, cho nên các bạn nào cần xem ngọc thì các bạn vào phần mô tả giùm mình nha. Bây giờ mình dục quất cái con Alay nè đó. Trời ơi, núp trong đây chi không biết nữa nè. Thôi thôi lùi các bạn á, né ra để không mà con Violet nó dồn ra một cái là hết máu nha. Ê, ôi trời ơi, ôi chạy vô, chạy rút. Thôi rút ra các bạn á, mình là người đồng minh chân chính mà, cho nên là đồng đội mình thằng nào hổ báo thì cho thằng đó chết vậy thôi. Chứ mình vô mình chết làm sao. Ấy, và rồi đã nằm xuống và chiến công đầu của chiến công mấy luôn không biết luôn. Rồi mình đã hại lâu ghé. Lâu ghé nằm rất là dễ thương á. Và bây giờ mình sẽ trả thù cho bạn á. Mình là người đồng minh chân chính, mình sẽ đập hai cái thằng này. Nè, mày dám đánh đồng đội tao hả? Mày hả mày? Trời ơi, hai cái này nó tình thương mến thương các bạn à. Nó bu vô mà có phước cùng hưởng, có qua cùng chia. Và rồi hai thằng nó lên bảng. Ơi, trời ơi, né tiền nào ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Trời ơi, sao anh me anh ulti em? Trời ơi. Tôi tiêu một cái muốn gì ghen luôn các bạn ấy. Nhưng mà vì vậy nha, cũng không phải là vì vậy mà nó quất một cái vậy mà mình sợ nó. Tại vì sao bây giờ nó quýnh mình thấm? Tại vì bây giờ mình chưa có xanh các bạn ấy, vì cái lượng đồ của mình nó chưa có cho nên nó quýnh thấm đúng không. Bây giờ mình tích cực mình đi farm nó, hồi nó quýnh mình giống như là gãi ghẻ thôi các bạn, chứ không có cái chuyện gì hết á. Mình đứng mình cho nó 5 cái tiêu luôn mình cũng không chết nữa, đảm bảo các bạn là vậy. Cho nên là bây giờ muốn làm được cái điều đó thì các bạn phải đi farm ấy. Đi farm đâu? Đi farm vô nhà ta nè, chứ đừng có farm nhà mình đó. Mình đã hướng dẫn các bạn rồi, nếu mà có cơ hội và rồi nó cướp luôn rồi. Ấy, nếu mà có cơ hội nè, vô nhà nó là đập đồ, đập chén, đập cái tivi, rồi ginh cái nồi cơm điện của nó, ginh luôn cái tủ lạnh của nó, nhà nó ginh hết ra ngoài đó. Các bạn không có để cái gì ở trong nhà nó hết, là như vậy nó mới thọt. Chứ còn các bạn mà cứ để cho nó muốn làm cái gì làm là nó bắn mình rất là thấm nha. Đó, cho nên là như nãy đó, trước khi mình farm nhà mình phải đứng gần đó phải không, là mình phải cướp hết luôn, không có chừa cái gì trong nhà nó hết, là nó không có mục tiêu, không có quái để nó farm thì nó rất là thọt nha các bạn.
Đây, tình thương mến thương thế nè. Trời ơi, hai này chi vậy? Chị em hả? Trời ơi, chạy chung chi? Ây, chạy chung nè. Đó, chạy chung ấy. Có phước cùng hưởng, có quà cùng chia, bu cho nhiều vô ấy. Nãy giờ là toàn là couple không luôn các bạn. Đi chung chả biết làm gì luôn á. Đứng đi chung thì đứng người ta né né, cái đứng bu vô cục gì đó, quất luôn, chơi luôn. Ấy, rồi rồi chạy các bạn hả? Nó bật cái chiêu một lên thì cho nó đứng chơi mình nó đi à, đứng đây mình ngắm thôi. Ờ quất đi đâu ghé, vô luôn, bắn trụ luôn em. Bắn trụ là chết luôn á. Trời ơi, ơi trời ơi, cái con mô tô gì nè, nó có quất mình hoài luôn các bạn ấy. Bây giờ mình sẽ làm cái gì đây? Rồi không phá trụ được luôn, thằng treo nát nó ra nó đép rồi, chứ không là mình sẽ đẩy cái trụ luôn các bạn. Ai, treo Anat nè các bạn, đánh các bạn nhìn nhìn map giùm mình nha. À, con treo Anat của mình nó đang ở trên đó. Và bây giờ mất cái trụ rồi, cho nên là bây giờ mình farm thêm con quái này, mình sẽ lên mình ép, mình lấy được cái trụ cho nó luôn để cho con treo Anat bên kia nó không còn đứt nữa nó farm nha. Đấy, nó mất cái trụ nó sẽ không dám di chuyển lên cao đâu, nó chỉ lủi thủi mình thôi các bạn. Nó lủi thủi mình nó trong trụ thôi chứ nó không có lên cao được đâu. Cho nên là đây, mình đã thấy cái bóng dáng của cái con treo Anat nó mới vừa chạy qua nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chiêu bát đầu đối phương, quất bát bóp chạy ra các bạn ơi. Trời làm gì nhau. Ê đây nè, quất luôn. Trời ơi, rồi bây giờ chạy đâu nữa, chạy dụng cái đấy. Rồi bây giờ cái trụ cứ để cho đệ mình nó phá các bạn. Thấy teo anh nát và a lai trời ơi, lần này không đi chung nữa hả? Lần này không đi chung nữa hả? Ôi ơi 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 đói né các bạn, né Violet ra để không có quýnh mình chết. Và nếu các bạn thấy lối đánh của mình hay và ý nghĩa có thể giúp các bạn có thể nhặt được một sao dễ dàng, thì các bạn đừng quên nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn ấn vào cái biểu tượng Noki chuông đó, có hình sư phụ luôn đó, hình như chính giữa đó đó, dưới cái nút đăng ký đó, các bạn ấn vào cái biểu tượng Noki chuông đó, là mỗi khi mà mình up cái clip lên là YouTube nó sẽ thông báo về cái điện thoại của các bạn để các bạn vào xem clip của mình nha. Chứ các bạn kêu mình là mỗi khi đăng clip các bạn inbox báo mình với mình thực sự không báo các bạn được đâu, tại vì rất là nhiều luôn, bây giờ inbox rất là nhiều luôn, rất là dễ bị cho tin nhắn là mình chả có ghép hay là chả có thông báo cho các bạn được đâu. Cho nên là các bạn ấn vào cái biểu tượng Novi chuông giùm mình đi đấy, là mỗi khi mình up lên nó thông báo cho các bạn liền luôn. Đấy, và mình tiện thể đây thì mình cũng xin cảm ơn hai anh em nhà họ Lý nha. Trời ơi, hai anh em nhà họ Lý sinh đôi sinh gì không biết, nhưng mà thấy một thằng là ốm một thằng là mập nha các bạn ấy. Và nhỏ tuổi nhỏ mình rất là nhiều ấy, và chả hiểu anh em kiểu gì, là một người là dành ăn còn một người là kia là hình như là kén ăn hay sao ấy. Đấy, số 1 với số 0 hai đứa nhập lại ra số 10 luôn ấy. Và em Lý Minh Toàn ấy, hai em Lý Minh Toàn và Lý Minh Chiều, cảm ơn hai em đã tìm đến lặn lội và chi nã đến Facebook của anh, đã đon nét cho anh nha. Ấy 200 và 300 nhớ là vậy, là tổng cộng là 5 xị ấy, đủ nó hồi đi ra mua bịch bánh bim bim về nhậu các bạn ấy, chứ mình không biết nhậu nha, mình chỉ uống Pepsi muôn năm ấy. Thì cảm ơn hai anh em nhà họ Lý, nhưng mà em Toàn em đừng có dành ăn với em Chiều nha, em mập lắm rồi đấy ấy, cho nên là bớt ăn đi em ấy, quất nó luôn, chơi luôn. Trời ơi, sợ cái gì, quất luôn đó. Bây giờ quất được chạy các bạn đó, mình chỉ gọi là kêu gọi đồng đội mình thôi đó, nó quýnh nhau thì mình chạy đó, và mình tạo điều kiện cho đồng đội mình đếm số cho nó quen. Và bây giờ mình sẽ lên mình phá trụ các bạn ấy, cứ để cho tụi nó cơm bát cho mình đi phá trụ các bạn ấy, cứ đánh kiểu trời ơi chạy đâu vậy em, trời ơi em chạy đâu rất là dễ thương ấy. Và bây giờ trời ơi, đừng có giỡn nha, giỡn là băng trụ quất luôn á, đừng có giỡn nha ấy, thích là băng giết luôn á. Đấy, chứ không có việc gì nha mà các bạn phải gặp AD Violet hay là cái gì mà các bạn phải sợ hết, đều có một cái cách khắc chế nó hết. Đấy, và đánh các bạn nhớ mình đánh Nagot hay đánh gừng, các bạn đừng bao giờ đặt tâm lý nhiều quá là gừng đối phương quá mạnh hay gì, nó mạnh quá hay là nó vậy, nó có ram hay gì nữa, ôi sao chơi quýnh đâu được ấy. Các bạn đừng có nói những câu như vậy trong lòng mình nha, các bạn mà đặt những câu như vậy trong lòng mình các bạn sẽ thọt tâm lý nè đó, các bạn tâm lý các bạn sẽ không vững và các bạn sẽ không thể nào mà đánh được. Tại vì sao? Tại vì các bạn luôn luôn sợ nó, các bạn không dám lên kiếm nó ấy. Có cái chuyện gì đâu, bây giờ các bạn gặp nó, hồi nói mày ăn cắp tiền đâu hả nè, bây giờ mày kiếm chuyện với tao hả, tao đập mày luôn đó. Các bạn cứ nghĩ vậy đi, là các bạn chơi nó tới bến luôn, chứ không có chuyện gì mà phải sợ con Violet hết á. Ấy, Violet với con Teo giờ chung một chỗ đó các bạn thấy không, mình đập nó như con hổng đẻ luôn ấy, sợ cái gì nữa. Đó, và tiện thể đây mình cũng xin chúc mừng luôn, chúc mừng các bạn đã xem clip của mình và đã áp dụng thành công và đã leo lên găng rồi, là có những bạn leo lên cao thủ luôn rồi các bạn, thật sự luôn á. Còn những bạn kia là kim cương rồi đầy đấy, các bạn ấy comment các bạn ở inbox thẳng Facebook của mình, cảm ơn mình rất là nhiều, cảm ơn anh, nhờ anh chỉ
Facebook mà em đã leo găng một cách hiệu quả và không như những cái mùa trước. Đấy, em chỉ mới biết anh có một tuần, một tháng thôi mà em đã leo găng rất là hiệu quả. Cảm ơn anh. Ok, anh cũng cảm ơn em và chúc mừng em đã quan tâm đến cái chờ neo của anh đấy. Thì cứ xem clip của mình đi, mình đảm bảo các bạn luôn, các bạn leo găng nó dễ luôn, thực sự không có chuyện gì là khó luôn. Đấy, tại vì sao? Tại vì mình bình luận, mình chỉ theo cái cách gọi là leo găng các bạn. Đấy, leo găng, đấy, leo hạng, lấy một sao đó vương rất là dễ dàng. Tại vì sao? Các bạn chưa biết cách được cái cách di chuyển, các bạn chưa biết cách xử lý những cái tình huống. Đấy, thì bây giờ mình chỉ các bạn đây. Thì các bạn xem, các bạn đừng có tua giùm mình. Đấy, các bạn cứ để không mấy, các bạn chỉnh chế độ mà chậm mát chậm đi. Các bạn để 0.5 gì đấy, các bạn nghe y như tụng kinh luôn á. Các bạn sẽ, ê, cái gì đây, ê, làm cái gì mày, hả, núp ở đây kiếm ai, trời ơi. Đó, né con Violet ra các bạn, đừng để nó bam kêu vào. Đấy, và mình xin chúc mừng các bạn mà đã áp dụng cái lối đánh của mình, đã xem clip của mình và áp dụng leo găng thành công và hiệu quả. Thì mình xin chúc mừng các bạn rất là nhiều nè. Đấy, và mình là cái người cày thuê nha các bạn, nhưng mà mình lại luôn đi truyền đạt những kinh nghiệm cày thuê của mình, những cái lối đánh cày thuê của mình để cho các bạn leo găng hiệu quả. Đấy, thì các bạn hãy nhớ áp dụng giùm mình nha. Đấy, mình chỉ những cái tốt cho các bạn thôi chứ mình không chỉ cái sai đâu. Đấy, và nhiều bạn đã thành công rồi. Đấy, thì các bạn hãy cố gắng lên, các bạn chưa thành công thì các bạn hãy cố gắng lên đó. Bây giờ mình lên bảng luôn. Rồi, không sao các bạn, 11 rồi chết mạng cũng đâu sao đâu. Đấy, thì các bạn mà chưa thành công thì các bạn hãy cố gắng lên. Đấy, có công mài sắt thì có ngày cũng thành xà beng thôi các bạn. Cho nên là cứ cố gắng lên, mài mỉa vô là nó sẽ được thôi. Đấy, không có chuyện gì khó khăn hết á. À, và hiện tại thì cái trang donate nó đang bị lỗi. Nó bị lỗi bữa giờ từ lúc mình tạo luôn các bạn. Cho nên là có nhiều bạn là donate cho mình nhưng mà không donate trong đó được ấy. Thì các bạn... cảm phiền các bạn tìm đến Facebook của mình và các bạn gửi thẳng cạc cho mình nha. Đó, mình chỉ có duy nhất một cái Facebook chính đó thôi. Facebook đó tên là Nguyễn Trọng Tiến, tên của mình luôn, và nó nằm ở trong phần một phần mô tả các bạn. Cái link Facebook mình để trong máy ấy. Đấy, thì các bạn nhớ các bạn ấn vào nút theo dõi Facebook của mình, lỡ mà có chuyện gì thì các bạn hãy liên hệ với mình nha bằng cái Facebook đó, chứ mình chỉ có một cái Facebook đó thôi, không có một cái Facebook nào khác. Cho nên các bạn tránh tình trạng các bạn bị kẻ gian nó lừa đảo, nó giả danh mình, nó giả dạng mình, nó lừa đảo các bạn nha. Cho nên là các bạn ấn vào cái phần mô tả cái link Facebook mình trong đó ấy, các bạn hãy theo dõi mình, tại bây giờ mình full bạn rồi, mình không thể kết bạn các bạn được. Đấy, thì bây giờ nè, trời ơi, tình thương mến thương hai đứa này, nãy giờ nó chơi cúp bộ với nhau không các bạn. Đấy, đi chung nè, cái tội đi chung. Đấy, biết là gam rồi, nhưng mà gam thì đi né, gừng ra ăn cái đi gì mà dính như keo dán sắt vậy nè. Trời ơi, lo chát nè đó, không biết luôn, quất luôn. Trời ơi, nó lo chát mình biết lắm mà. Cái thằng anh hết mày nhiều chuyện hả mày, đàn ông hay đàn bà mà đứng nói chuyện như con gái vậy đó. Trời ơi, cái tội lo chát các bạn, lo chát là sẽ chết ấy. Và trận đấu của mình nó sẽ kết thúc tại đây nha các bạn ấy. Và bây giờ chỉ còn một thằng video thì làm sao mà đẹp. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy hay, các bạn đừng quên nút đăng ký kênh Hồng nha, và các bạn chia sẻ cái channel của mình, chia sẻ clip của mình cho tất cả các bạn khác đều biết đến channel. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye.